Sơn về vấn đề của y tế di động và vân vân ấy, dự kiến sáng nay sẽ được trình bày vào chiều nay và phần khung giờ của tiến sĩ Trương Anh Thư. Trương Anh Thư hôm nay đã hoàn thành giúp cho cả hai cái phần rồi. Bây giờ thì có rất khá nhiều câu hỏi, nhưng chúng ta trước mình xin nêu một số vấn đề. Có một bạn ở Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn có hỏi về vấn đề hội chứng COVID kéo dài. Thế có bao nhiêu người mắc hội chứng kéo dài trên số các bệnh nhân từ mắc COVID? Thế này thì cũng có lẽ mời tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng có thể trao đổi trước một phần, rồi sẽ bổ sung sau. Mời tiến sĩ Dũng. Dạ, vâng, xin cảm ơn ý kiến của thầy Châu cùng với các thầy các cô. Thì về cái hội chứng nhiễm virus kéo dài thì đây là một cái hội chứng mà cũng rất thường gặp. Tuy nhiên là cái con số cụ thể thì hiện tại thì không biết là thầy Châu có không, thì ở chúng em thì chúng em chưa có con số cụ thể. Tuy nhiên là cái hội chứng nhiễm virus kéo dài này nó có thể gặp ở cả cái từ cái người mà có không có triệu chứng đến những người có triệu chứng rất là nặng phải điều trị trong cái đơn vị ICU. Thì tức là nó liên quan đến một số các cái những yếu tố nguy cơ, ví dụ như là tuổi già này, nam giới này, béo phì này, bệnh mạch vành và các bệnh phổi mãn tính. Và tuy nhiên là các cái triệu chứng này thường nó hay gặp, có thể gặp đấy là những bệnh nhân này xuất hiện sẽ mệt mỏi kéo dài, đau đầu, đau khớp, đặc biệt là có thể có khó thở khi gắng sức, rụng tóc, mất mùi vị và có thể giảm khả năng tập trung, hoặc các cái rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn giấc ngủ. Thì những cái yếu tố mà lo âu rồi trầm cảm, rối loạn giấc ngủ thì cũng đã thường gặp ở trong các cái bệnh nhân mà nhiễm COVID, hay kể cả những bệnh nhân mà những nhân viên y tế. Và như vậy thì với các cái có một cái nghiên cứu ở Anh thì có tỷ lệ mắc hội chứng nhiễm virus kéo dài thường là ở nữ giới và ở những cái lứa tuổi là từ 35 cho đến 49. Và đặc biệt là ở những nơi mà những người này sống ở các cái khu vực mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở cái tình hình bệnh dịch. Ví dụ hoặc là những người nằm ở trong các ngành y tế, những người có vấn đề sức khỏe. Bởi vì những người nằm ở trong cái vùng dịch này thì chính họ đã chứng kiến những cái người bệnh khác mắc bệnh, và có thể họ chứng kiến là những người bệnh đó tử vong, hay là những cái người này nó có thể là chính những người thân của họ cùng mắc bệnh và họ tử vong. Chính vì vậy mà họ sẽ có các cái biểu hiện như vậy. Thì đấy là một số cái ý kiến. Mà còn có vấn đề gì thêm thì xin thầy Châu có ý kiến. Em xin cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn tất cả quý đồng. Cảm ơn thầy Trinh Văn Dũng. Theo cái chủ cái thế giới thì vấn đề COVID kéo dài là thường các bệnh nhân sau khi bị COVID ấy, mà ngoài 2 tháng mà vẫn còn các cái triệu chứng. Đúng như tiến sĩ Dũng nói thì cái triệu chứng nó rất là đa dạng, từ toàn thân đến các cái bệnh lý ở phổi, thậm chí là có cả sơ phổi. Cái này thì chi tiết thì hôm nay chắc chúng ta không có thời gian, nhưng mà tôi xin mời các bạn nào quan tâm đến hội chứng COVID kéo dài, đặc biệt các biến chứng COVID ở phổi ấy, thì ngày 13 tháng 11 này thì Hội Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị khoa học thường niên ấy. Trong đó tôi sẽ trình bày một cái bài về biến chứng di chứng phổi COVID. Xin các bạn, ngoài vấn đề các triệu chứng khó thở rồi các thứ khác, rồi có sơ phổi, và những xin các bạn đừng quên là có cái tắc mạch phổi có thể xuất hiện trong lúc bệnh nhân bị cấp, nhưng có những bệnh nhân sau khi ra viện vài tuần có cái tắc mạch phổi, thậm chí là đột tử vì tắc mạch phổi. Cũng mong các thầy thuốc quan tâm đến đó. Và bây giờ có một cái câu hỏi dành cho tiến sĩ Trương Anh Thư. Xin tiến sĩ Thư chia sẻ các nguy cơ mắc cho nhân viên y tế trong khu vực ăn ở sinh hoạt. Rồi chắc là các bạn muốn chia sẻ thêm về vấn đề dự phòng lây nhiễm trong khu ăn ở sinh hoạt của nhân viên y tế. Kính thưa thầy Châu, thầy Dũng, kính thưa các anh chị ạ. Thì như tôi cũng đã vừa trao đổi ban đầu ạ, cái nguy cơ nhân viên y tế rất là cao nếu như mà chúng ta không kiểm soát được cái môi trường nơi ăn ở sinh hoạt cho nhân viên y tế. Và cái yêu cầu đầu tiên, cho dù là bất kể vị trí nào, nơi ăn ở sinh hoạt thì cũng không là ngoại lệ, đúng không? Chúng ta phải đảm bảo được cái điều kiện thông khí thông thoáng, và vệ sinh nơi ở của nhân viên y tế thì cũng phải được làm thường xuyên theo đúng quy trình.
Thì đấy là hai cái mà cần thiết để mà có cái môi trường sạch sẽ. Ngoài ra, đối với nhân viên y tế thì cho dù là bất kể ở đâu ạ, thì chúng ta cũng phải đảm bảo tuân thủ 5K trong trong khi mà ăn ở sinh hoạt, cố gắng chúng ta bố khi mà đã bố trí theo ca theo kíp rồi thì chúng ta sẽ sinh hoạt, chúng ta sẽ làm việc và chúng ta sinh hoạt theo ca kíp, và ngay cả khi trong từng mỗi ca kíp như vậy, khi mà chúng ta ăn ở sinh hoạt như vậy thì chúng ta cũng cố gắng đảm bảo giãn cách, đảm bảo đúng tuân thủ 5K. Thì đấy là những cái yêu cầu quan trọng để mà có thể giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm ở ngoài cái lúc làm việc cho nhân viên y tế ạ. Vâng, cảm ơn chị Thư. Cũng còn một hai câu hỏi này. Chị Thư, có một bạn ở bệnh viện Nhật Tân, chị Dung, nói là bệnh viện Nhật Tân thì có cái điều hòa trung tâm ấy, cùng bệnh thì F0 thì không có sửa máy lạnh rồi. Những các buồng khác, bệnh khác hoặc là phòng nhân viên y tế có được dùng máy lạnh không? Rất thực điều tế. Hòa trung tâm ạ, thì với câu hỏi này thì điều hòa trung tâm thì là không có khuyến cáo sử dụng ở những trong cái bối cảnh dịch dã như thế này. Thế còn điều hòa thì vẫn có thể sử dụng được ạ. Nếu như mà cái hệ thống thông khí của mình tốt, chúng ta có hệ thống quạt cấp nó khí sạch, quạt hút khí là tiêu chuẩn, tức là đảm bảo được cái lưu thông không khí ở trong phòng, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng điều hòa. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta không có được cái hệ thống thông khí cơ học đấy, tức là chúng ta không có thể hệ thống cấp và hút như vậy ạ, thì trong điều kiện nếu như mà thời tiết quá nóng bức mà cũng không thể, nhiều khi là trong điều kiện rất là khẩn cấp, không phải là lúc nào cũng có thể lắp đặt ngay được cái hệ thống thông khí cơ học cấp hút như vậy ấy, để mà đóng kín cửa vào được ấy, thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là kể cả bật điều hòa thì mình vẫn phải mở cửa ra, mở một chút cửa ra để có thể đưa được không khí vào, đảm bảo được cái lưu thông không khí trong bệnh phòng. Chứ còn mình không có thông khí hỗ trợ mà mình lại đóng kín cửa vào như vậy, mình bật điều hòa lên thì cái nguy cơ ô nhiễm ở trong vùng phòng là cao, bởi vì điều hòa thì chỉ có thể làm mát và làm ấm cái không khí ở trong cái buồng đấy thôi, chứ nó không có cái chức năng là để đảm bảo lưu thông không khí được. Thì đấy là điểm mà cũng muốn lưu ý lại. Vâng, rất là cảm ơn chị Thư. Cũng mong các nhà lãnh đạo quản lý các bệnh viện quan tâm đến vấn đề thông khí để cho các cái cơ sở, tất cả các bệnh phòng, kể cả phòng làm việc cũng nên có hệ thống cấp khí tươi và hút khí bẩn ra ngoài. Còn một câu hỏi nữa dành cho chị Thư, đó là một cái bao tay cho một lần lấy mẫu cho một người, vậy thì không sử dụng một bao tay test cho nhiều người đúng không ạ? Trong cái phần mà em xin phép trả lời câu hỏi này, trong cái nội dung mà liên quan đến vệ sinh tay và sử dụng găng tay ấy, thì tôi cũng đã trao đổi là cái việc mà chúng ta mang găng tay thì không thay thế được vệ sinh tay. Và cái thực hành an toàn nhất là gì? Mỗi bệnh nhân là chỉ có dùng một đôi găng thôi ạ. Và khi mà chuyển sang bệnh nhân khác thì chúng ta sẽ thay găng mới và vệ sinh tay và thay găng mới, thì đấy là cái thực hành an toàn nhất và vẫn khuyến cáo mọi người áp dụng. Thế còn Bộ Y tế mới ra một cái công văn mới cách đây 2 tháng. Thế trong trường hợp nếu như mà lấy mẫu ở ngoài cộng đồng, cái hướng dẫn này là không có áp dụng trong bệnh viện, mà chỉ có áp dụng trong tình huống là lấy mẫu xét nghiệm COVID cho những người ở ngoài cộng đồng. Thì cho phép là gì? Có thể khử khuẩn không quá 6 lần đúng không? Trên một đôi găng tay. Tức là một đôi găng tay đấy thì vẫn cho phép là dùng cồn, nhưng mà không được khử khuẩn quá 6 lần, và hết 6 lần rồi thì sẽ phải tháo cái găng đấy, tay đấy ra, vệ sinh tay lại và thay đôi găng mới. Nhưng cái này thì tôi vẫn nhắc lại các anh chị là gì, chỉ có áp dụng trong cộng đồng, trong tình huống lấy mẫu, và chỉ trong trường hợp mà chúng ta quá tải, chúng ta không thực hiện, đấy không phải là cái thực hành tuyệt đối an toàn, chỉ gọi là thực hành chữa cháy thôi, trong tình huống mình không thể thay đổi được. Chứ còn thực hành mà an toàn nhất cho nhân viên y tế đấy là việc là mỗi một bệnh nhân chúng ta sử dụng găng tay, và sang bệnh nhân khác chúng ta vệ sinh tay và chúng ta thay găng mới ạ. Vâng, cảm ơn chị Tư. Cũng còn một số câu hỏi nữa, trong đó có một bạn nêu cái vấn đề hội chứng COVID kéo dài có lây nhiễm cho người khác không. Tôi xin trả lời là không có khả năng lây nhiễm đâu. Kể cả một số trường hợp mà gọi là bệnh nhân COVID mà có cái kết quả xét nghiệm real-time PCR kéo dài ấy. Nhưng mà hầu hết những cái trường hợp đấy ở Việt Nam cũng như thế giới, mà khi mà làm cấy, nuôi cấy virus là cũng không có virus, là mà cũng thấy là những xác của virus thôi. Thế còn ở đây trong hội chứng COVID kéo dài, có biểu hiện lâm sàng kéo dài, nhưng thực chất là người ta không có virus. Bây giờ còn một số câu hỏi.